Ông cháu cắt tóc cái gì ông cháu nhỉ? Này. Ông chú cắt cho thằng này kiểu gì nhá? Xung quanh nó trắng trắng tí và mái vầy 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 lên. Xung quanh trắng trắng một tí, mái vẩy lên một tí à? Như trào màu luôn chú ạ. Ok được rồi. Mái vẩy lên thế này đi ông cháu. Rồi rồi. Cho chiến. Xung trắng... quanh là trắng toát nhá. Trắng mút luôn. Trắng thấp hay trắng cao ông cháu? Trắng cao chú ạ. Trắng cao ok được rồi, chú biết kiểu đấy rồi. Kiểu mỏ vịt. Ok, ngủ đi ông cháu. Ông cháu ngủ đi xong có đầu đẹp. Yên tâm chú gặt đẹp. Mày cứ mở mắt làm gì, chú mất tự nhiên đấy. Nhắm mắt vào. Ok. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Được không ông cháu? Đúng đầu rồi chưa? Hả? Chắc chắn không? Đúng cái quả đầu mỏ vịt của chú rồi. Đúng đầu mỏ vịt rồi đi. Đúng chưa? Bảo nói to lên cơ mà. Lần sau nói to lên. Đi cắt tóc cứ rèn rén cái gì ấy. Thằng này nói được nhưng mà nó đéo không nói, nó ngại à? Chà, cầm rồi. Lần sau mày cho nó đi một mình nó tự phải nói. Đó. Em lớn đùng này phải có người cắt tóc cùng. Ôi, được 100 lần sau nha, mày cứ như này lần sau đéo bây giờ nó nói lúc nào nó bắt mày đi cùng này. Lớn rồi chứ trẻ con đi. Ôi, đưa tiền đi, đi về, thằng nào giả tiền cháu. Mày cháu giả tiền chuyển khoản rồi à? Chuyển khoản rồi chú ạ. Rồi anh chuyển khoản nhá. Đàn ông đàn an đi cắt tóc đéo nói được một lời, thôi đi về đi. Thằng Giao nói to lên, đàn ông mẹ to lời lớn.